他知道多呀。Hôm nay đi bốc mì nha anh em. Bốc mì này. Đây là 90 bao. Ồ. 90 bao nhá. Ba anh em mình bốc với một rất là rẻ nha, với giá bốc rất là rẻ. Một bao này khoảng tầm 50 kg. 50 kg nhá. Đây cũng là đóng như là lọc. Đóng chặt này thì nặng. Đây là 90 bao. Anh em mình đã bốc một xe. Một xe hơn 100 bao. Đây còn 90 bao rồi. Bốc ra nhà người ta tính theo tấn thì một tấn của nó là 60 nghìn á, giá rất là rẻ luôn. Đót nhiều lắm nha, đây toàn đót. Đó là người ta cấm rồi, người ta không cho lấy. Lấy người ta thấy người ta chửi. Khu mà người ta cấm là rẫy của người ta. Người ta cấm thì không ai dám lấy. Thì rất chi là nhiều nhé, rất là nhiều luôn. Anh em thấy rất là nhiều đó. Những cái anh em thấy nó đây toàn là đất không à. Rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình chạm dán lấy. Bởi vì họ cấm rồi mà. Đây thấy không? Cái này nè. Cái này tức là người ta cấm, người ta không cho lấy. Người ta làm cái này. Khổ lắm nha. Mình thì không có rẫy có đót mà lại không dám đi lấy của người ta nữa. Người ta lại cấm nữa thì chắc là mình đói thôi. Toàn cạnh đây là đót hết nha. Đây đùi kia cũng là đót luôn. Đồi bây giờ anh em mình đang chờ xe nhé, chờ xe nó vô đây thì bốc. Nhưng mà xe này không biết nó đi gì mà lâu thế, từ lúc 3 giờ nhé, bây giờ 5 giờ rồi, đi khá là lâu rồi. Đó thì rất là nhiều luôn, không thể tả được. Khu mình đây thì cái gì thì không dám nói, nhưng mà đất thì không bao giờ thiếu nha. Ai muốn làm chổi hay là muốn làm cái gì mà cần đất thì đây không thiếu. Đất thì không phải trồng đâu nha, đất này hoang thôi. Mình cứ trồng rẫy, trồng mì hay trồng gì mình bỏ thôi, mình không làm nữa thì nó sẽ ra đất này nha. Đất này rất là dễ, mình không cần phải trồng, không cần phải chăm sóc cả. Mà giá của nó 1 ký ở đây thì nó cũng khoảng tầm hơn 7 nghìn, giá nó cũng khá khá. Đi lấy một ngày thì khoảng tầm
500.000. Đây trồng mì rồi, đây là bẫy mì người ta này, đám mì người ta. Khu mình đây thì mì cũng nhiều lắm, khu mình đây thì mì và đất thì nó nhiều, mì phải trồng chứ đất thì không cần phải trồng đâu. Nó này ăn được nhá, mình cứ ăn à. Đây chỗ này người ta lấy hết, người ta đi đi mấy đoạn đường. Màu năm đó người ta đi nha, thấy không, bao người ta đây. Người ta về rồi, người ta về rồi nhá. Có đất này thì sướng, ngày 500. Còn anh em mình đi bốc mì thì tấn có 60 à, rất là rẻ luôn, rẻ thật là rẻ luôn nhá, rẻ kinh khủng luôn, tấn 60 bốc nhanh lắm, nhưng mà mì ít lắm. Buổi này anh em mình chưa được 200.000, nhưng lấy đó thì hơn 200 một buổi này, chắc nó cũng phải cỡ 300.000. 300.000 là con số mà không thể mất, đảm bảo là được. Nó này lấy nhanh mà, nó cứ nhiều như này mình cứ lấy là nó rất là dễ. Đây người ta cấm thì chưa ai đi, chỉ đi thì nó rất là nhanh. Bây giờ gần tối rồi mà xe nó chưa vô, không biết là mình phải đợi đến tối hay sao đó. Tối mà đợi thôi. Hoang vắng trên núi nông thôn này, nó hoàn toàn khác với thành phố. Sống ở đây rất yên tĩnh, yên tĩnh nhưng mà đời sống ở đây khó khăn hơn. Đây là tận trên rừng nhỉ nhá anh em, những người ta phát hết. Đây là trồng cây, trồng mì, trồng cà phê, keo các thứ này nọ hết rồi, giờ không còn rừng nữa. Đây bạn này đang lấy đây nè, đây là cách lấy của anh đang người lấy kiểu này các bạn ơi. lấy kiểu này nhá, nếu mà nó lên nó già, hơi già già thì nó lấy rất là nhanh luôn. Nhưng mà nó còn non thì nó chưa lên như này thì lấy thì nó cũng không đẹp. Này, nhanh luôn, ăn luôn, ngon lắm. Ba anh em mình bốc một xe rồi nhá, còn một xe mà xe nó chưa lên thì ngồi đây đợi gần tối rồi. Anh em thấy nó muốn tất tối rồi đúng không?